Hàn Quốc năm 2021 ghi nhận dân số giảm thứ hai liên tiếp do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp trong khi tỷ lệ tử vong tăng cao. Theo thống kê do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố, tính đến cuối năm 2021, dân số quốc gia này là 51.638.809 người, giảm 190.214 người so với một năm trước đó, tương đương 0,37%. Dân số Hàn Quốc liên tục giảm trong hai năm vừa qua, sau khi tăng với tốc độ khá chậm trong ba năm trước đó, với tỷ lệ tăng lần lượt 0,16%, 0,09% và 0,05% trong các năm 2017, 2018 và 2019. Độ tuổi trung bình của dân số cũng tăng từ 43,2 trong năm 2020 lên 43,7 trong năm 2021. Trong khi đó, số hộ gia đình đăng ký trong hệ thống là 23.472.895 hộ vào cuối năm 2021, tăng 379.787 hộ, tương đương 1,64% so với một năm trước đó. Giới chức Bộ Nội vụ lý giải đây là do số người độc thân đăng ký hộ gia đình có xu hướng tăng, lần đầu chiếm đến 40% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc. Theo kết quả do khảo sát phúc lợi Seoul công bố năm 2021, đây cũng là mô hình sống phổ biến nhất ở thủ đô ở Hàn Quốc, với phần lớn cư dân thuộc giới trẻ. Nhật Bản đang xem xét tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào nước này nhằm thúc đẩy bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội khôi phục du lịch. Nhật Bản đang xem xét tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh với việc chấm dứt yêu cầu người nhập cảnh xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành nếu đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Đồng thời, Nhật Bản sẽ nâng mức trần số người nhập cảnh từ 20.000 lên 50.000 người một ngày, cho phép khách tham gia các tour du lịch không cần hướng dẫn viên đi kèm như quy định đã được đưa ra trước đó. Chính sách này của Nhật Bản sẽ được áp dụng tùy theo tình hình dịch bệnh tại từng quốc gia, có thể ban đầu sẽ được áp dụng với những quốc gia thuộc vùng xanh, tức là vùng có nguy cơ thấp về dịch bệnh cùng với nới lỏng các biện pháp nhập cảnh, Nhật Bản cũng thay đổi cách tiếp cận với dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ nước này sẽ không yêu cầu các bệnh viện báo cáo tất cả các ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc, mà chỉ báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến người cao tuổi và những ca có nguy cơ chuyển biến nặng. Tránh văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết là chính phủ nước này đã cam kết với Ủy ban châu Âu về việc tiến hành sửa đổi về tư pháp mà EU cho là không phù hợp trước cuối tháng 10 này nếu hai bên đạt được thỏa thuận về giải ngân các quỹ hỗ trợ khối liên minh này dành cho Budapest. Hungary đã đệ trình một phần của những sửa đổi pháp lý và đưa ra cam kết về một số điều chỉnh khác nữa trong trường hợp Ủy ban châu Âu thông qua thỏa thuận giải ngân các quỹ hỗ trợ dành cho Budapest. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, EC đã kích hoạt một cơ chế pháp lý chưa từng được áp dụng trong khối do những quan ngại về cách mà Hungary sử dụng ngân sách viện trợ của châu Âu liên quan đến các điều kiện bàn giao hợp đồng công, sử dụng quỹ thiếu minh bạch và thiếu kiểm soát cũng như những thiếu sót trong công tác chống tham nhũng. Hạn chót để chính quyền Thủ tướng Viktor Orbán phản hồi những quan ngại của EU là vào đêm 22 tháng 8. Phản hồi mà Hungary gửi EU đã đảm bảo sự đồng thuận dựa trên tất cả các đề xuất của Ủy ban châu Âu và đảm bảo tính chặt chẽ, cũng như hệ thống minh bạch nhất để giám sát việc sử dụng ngân sách viện trợ của EU và các hợp đồng chỉ tiêu công. Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường để hạ giá xăng dầu. Bộ Tài chính cho biết là thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Mục đích của chính sách thuế này nhằm hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường do đó luật thuế bảo vệ môi trường không quy định miễn thuế này. Việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường về không sẽ không đảm bảo đúng bản chất của thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính cũng cho biết ngày 6 tháng 7 vừa qua, thì Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã có nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, trong đó có nhiên liệu bay xuống bằng mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường từ ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là sớm khắc phục những khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, tích cực triển khai các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh đã tạo hiệu ứng rõ rệt đối với thị trường lao động việc làm từ đầu năm nay. Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện 50,5 triệu người đang có việc làm, tăng gần 0,5 triệu người so với kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý 2 năm nay cũng đã giảm xuống là 2,32%, mức thấp nhất trong 10 quý liên tiếp thị trường lao động đang có nhiều dấu hiệu phục hồi và khởi sắc, không chỉ các con số thống kê về công an việc làm, số người gia nhập lực lượng lao động mà thu nhập đời sống của người lao động cũng đã được cải thiện hơn. Lực lượng lao động số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2 năm nay đều tăng so với quý trước và so với kỳ năm 2021, đặc biệt là người lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định tới sự phát triển nhanh và bền vững của thương mại điện tử Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhận định được đưa ra tại lễ công bố báo cáo đào tạo thương mại điện tử các trường đại học năm 2022, tổ chức ngày 24 tháng 8 tại Hà Nội. Theo báo cáo, kênh chủ yếu để đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử chuyên nghiệp chất lượng cao là các trường đại học. Trước hết, số trường đào tạo ngành thương mại điện tử trình độ đại học liên tục tăng nhanh và tới nay đã lên tới 36 trường. Thứ hai, gần 40 trường đại học đã đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử. Thứ ba, có tới 53 trường đã giảng dạy học phần thương mại điện tử tại nhiều ngành liên quan như quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin, tiếp thị số, tài chính ngân hàng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh thương mại hay du lịch. Tuy có những bước tiến lớn như trên, nhưng các trường đại học vẫn còn nhiều thử thách cần phải vượt qua để có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực rất cao của lĩnh vực thương mại điện tử giai đoạn đến năm 2015 và xa hơn nữa. Chính vì vậy, về còn đề xuất 10 hoạt động cần triển khai ngay, trong đó cần khảo sát định kỳ tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng mạng lưới cơ sở đào tạo thương mại điện tử, bồi dưỡng giảng viên thương mại điện tử, tổ chức định kỳ các hội thảo khoa học về đào tạo thương mại điện tử. Cũng theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính đến chiều ngày 24 tháng 8 có gần 1,5 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà bằng gần 50% so với kế hoạch. Cũng theo báo cáo tổng hợp số liệu thì hiện vẫn có nhiều địa phương giải ngân thấp như Bắc Ninh 4,99%, Phú Thọ 8,83%, Bình Định 15,2%. Trong đó thì Bắc Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất của cả nước. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Ninh cho biết là nguyên nhân chậm giải ngân là do một số doanh nghiệp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tiếp nhận đơn đề nghị xác minh thông tin để lập danh sách người lao động đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ còn chậm. Theo Tổng cục Hải quan thì nửa đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt 15,13 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 7% tương đương 1,13 tỷ đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 7 năm 2022. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 thì xuất khẩu đạt 232,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu duy trì được mức tăng trưởng 17,67% trong cả năm 2022 thì kim ngạch xuất khẩu tăng thêm khoảng 59 tỷ đô la Mỹ, qua đó đưa tổng kim ngạch của cả năm đạt 395 tỷ đô la Mỹ. Đây là điều có thể đạt được bởi thông thường xuất khẩu những tháng cuối năm thường cao hơn so với đầu năm. Bộ phận kinh doanh nhà ở của Savo Việt Nam cho biết là trong những năm gần đây, mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng tỷ suất lợi nhuận bất động sản liền thổ có mức tăng giao động từ 20 đến 25% mỗi năm. Thậm chí tại một số dự án giá của khu vực thứ cấp còn tăng từ 40 đến 50% trên một năm. Các chuyên gia đánh giá bất động sản liên thổ vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình lạm phát tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Dòng sản phẩm này phù hợp với nhà đầu tư có dòng tài chính ổn định và có thể đầu tư trong chung và dài hạn. Mặc dù đây là dòng sản phẩm có tỷ suất sinh lời khá cao, tuy nhiên nếu các nhà đầu tư vay nhiều quá dẫn đến khó kiểm soát đòn bẩy về tài chính. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp một số thông tin phân tích dữ liệu thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Đáng chú ý là tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển tính theo địa phương gồm 10 tỉnh thành phố là Hà Nội 22.187 thí sinh, Thanh Hóa 15.714 thí sinh, Nghệ An 14.145 thí sinh và Thành phố Hồ Chí Minh là 13.747 thí sinh. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu từ tập cục hải quan, lượng dự trữ cà phê tại Việt Nam đã giảm khi xuất khẩu tăng 17% lên 1,15 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xuất khẩu gia tăng nhờ nguồn cung container và tàu chở hàng được cải thiện. Tuy nhiên, việc này khó có thể duy trì do các kho dự trữ ngày càng hạn hẹp. Sản lượng từ Việt Nam, nhà cung cấp cà phê Robusta lớn nhất thế giới và nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới dự kiến vẫn giảm trong giai đoạn 2022 đến 2023. Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt trên 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% so với kỳ 2011, trong khi đó nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia đạt gần 5,41 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay, tăng lên trên 24% so với kỳ 2011. Như vậy, 7 tháng qua, nước ta đã nhập siêu 2,74 tỷ đô la Mỹ từ Indonesia, tăng 30,7% so với kỳ năm ngoái. 7 tháng đầu năm nay, than là nhóm mặt hàng nhập khẩu duy nhất từ Indonesia đạt kim ngạch tỷ đô la Mỹ với 1,08 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu 2,4 tỷ đô la Mỹ các mặt hàng sắt thép, tính chung 7 tháng, lượng xuất khẩu sắt thép đạt hơn 5,4 triệu tấn, tương đương ở 5,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 23% về lượng và tăng 1% về giá trị so với kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, tính chung 7 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu nhóm hàng này đạt 7,4 triệu tấn với trị giá là 8 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% về lượng nhưng tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.